Rồi xe này nãy mình vừa nâng cấp cho nó đó anh em, thì sau khi khách chạy thì họ trải nghiệm họ thấy là hiệu quả đó, họ thích. Thì sau khi mình mở ra thì kiểm tra về nồi niêu xoong chảo đồ á, cái lọc gió thì nó rất là dơ ha, thì đã tư vấn cho người ta rồi, người ta đã đồng ý là thay lọc gió, thay full nồi ha anh em ha. Đó thì ở đây là mình làm là mình tư vấn cho khách đó, mình tư vấn cho khách rồi báo giá cả, báo bệnh khách ok thì mình làm ha. Đó thì đây là mình giờ là mình thay cái còn bộ cuối cùng anh em ơi, hết đợt này xong rồi phải là nhập nồi thêm anh em, hết đợt này là nhập nồi thêm, còn đúng một bộ. Bây giờ là mình sẽ lên cái bộ nồi này nha anh em. Còn đúng một bộ, giờ mình lên cho khách luôn anh em ơi. Thì khách trải nghiệm họ thấy hiệu quả tốt, ok rồi. Thì dây cu ro đầu nó rất là tệ, thì nồi niêu xoong chảo thì nó dã man lắm. Thì mình đã vệ sinh rồi nè, nhưng mà nay cúp điện nên mình không có sạch được đó. Rồi khách hỏi về nồi, có nghe nói là làm nồi này nọ, rồi mình tư vấn cho người ta nồi đó như vậy đó, rồi giá cả nồi như thế nào, chạy nó có khác biệt gì không, rồi bảo hành như thế nào thì mình tư vấn cho người ta. Thì giờ người ta chịu ha, ta chịu thì giờ mình sẽ thay thay gồm là đế, bi, chuông, bố, lò xo thì tùy, để ngồi mình thử coi là sao zin hay là vậy. Đây cũng có mấy dòng là so thôi anh em ơi, đây còn có mấy dòng là so. Thì thì đây mình cũng có là so vario ha, vario rồi là so nặng, là so nhẹ, vì kích cỡ thì cũng tùm lum đó, không có nhập lâu lắm mà mọi người ơi, 5-6 tháng này không có nhập mà nhập đồ. Cái hồi mình thay thử là sao là thử này, cúp điện không có điện đớm vậy anh em. Thì cái làm xe này anh em cứ chịu khó tư vấn khách hàng ha, chịu khó tư vấn khách hàng, mình đừng có ngại. Thì mình tư vấn người ta thấy được thì người ta làm, ta làm thì mình có tiền thôi đó, mình cứ làm đúng với cái trách nhiệm của mình thôi. Anh em thấy không, bây giờ mình ra mình xe người ta chạy yếu hợp vật, rồi tư vấn cho người ta nạp dữ liệu phần mềm đó, nạp dữ liệu phần mềm xong rồi tư vấn cho người ta về nồi, đâu mình đâu có mắc mát gì, tư vấn thì khách chịu thì mình làm thôi đó, khách chịu thì mình làm, có tiền. Rồi cái này giờ là mình thay ha, thay luôn bi nha mọi người, bi bọng gì là mình thay hết, quá sức giờ 2 năm trời chưa mở cái nồi ra, quá kinh khủng. Mình hay quay vậy tại vì khách không có ngồi ở đây, khách đi về rồi, khách bỏ xe ở đây, chiều khách ra khách lấy. Mình có hẹn khách là 1 tiếng nữa xong mà khách nói thôi để em đó cho anh làm đi cho nó thoải mái. À, người ta mới làm mình lần đầu tiên đó mọi người, nên là mình cho người ta cái Facebook của mình, rồi mình kêu về đi, ngồi đó mình like trên cái Facebook để mình thay cái gì, mình làm cái gì để cho họ biết đó. Thì mình nó hay quay lên vậy chứ mỗi ngày đăng 4-5 bài lên nhiều quá cũng ngại, nhưng mà tại mình thì khách không có ngồi đợi nên mình làm mình hay quay lên lắm anh em ơi, thông cảm nha. Thì khi nào mà có ban thì mình đăng mình chia sẻ ban, còn khi nào mà không có ban thì mình làm xe, mình làm gì thì mình đăng lên cho anh em xem cho vui. Đấy, hồi rửa mấy này nè, không cúp điện, không có miếng hơi nào anh em ơi. Nãy có 2 chiếc radio vô nữa mà tư vấn người ta đâu có làm anh em, đâu phải xe nào vô người ta cũng làm đâu. 2 chiếc mới vừa làm xong để mình rửa anh em ơi. Thôi thì quay lên đây cho chủ xe thấy là bây giờ là mình làm cái gì ha. Bây giờ là thay là bố, chuông, lò xo, bi, cao su giảm chấn, lò xo càng, lò xo trụ, nẹp trượt,
ha. Rồi thủ đế với cu ro. Chào mọi người ha, chào anh em, sửa giùm em chiếc xe. Chào anh nhé. Thì nghề nghiệp anh em ơi, nói chung là không phải là cứ nghề cứng là khách đông nha anh em, không phải là vậy, do cái chăm sóc của khách hàng của mình, cái tư vấn và cách nói chuyện của mình nữa. Em thì cái tánh em máu mồm cổ lắm mọi người, em nói thiệt luôn, máu em máu mồm cổ á. Em vô làm xe chống với em mệt lắm, vô bình thường thì em làm thoải mái lắm nè, vô mà chống với em mệt mỏi luôn. Chống em làm cho đi về liền. Rồi, chào anh em, anh em để em hồi nãy em châm cái nước mát, em mở ra em vệ sinh cái họng ga cho họ luôn anh em ơi, quá dơ rồi. Xe này đi họ không biết rồi, để họ chạy hoài luôn. Đó, để em mở ra em rửa vệ sinh ba cái này. Quay lên đây đăng cho anh em xem cho vui, với cho khách họ thấy biết được nha anh em. Một tay anh em ơi. Em ha, chúc anh em một ngày được nhiều thành công ha, được nhiều khách hàng. Đó. Thì làm nghề mà ngày nào thành công thì ngày đó mình khỏe tí xíu anh em. Ngày nào thành công thì ngày đó khỏe tí xíu, có sữa cho con. Đó mọi người thấy không, nhà con hai đứa giờ buổi sáng vợ phải xuống đây ngồi. Chào anh em ha, chào mọi người. Mình kết thúc video nha mọi người. Thay mấy cái này cái đã. Còn bộ cuối cùng anh em, còn bộ nồi cuối cùng. Rồi thôi em chào mọi người, mình kết thúc video à. Chào mọi người.